chào quý vị và các bạn. Ngọc Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Còn Lại Với Thời Gian. Trong chương trình lần này, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tiếp tục khám phá hệ thống văn miếu của nước ta. Ở lần trước, chúng tôi đã giới thiệu ý nghĩa xây dựng các văn miếu và chế độ thi cử của thời phong kiến. Nhưng ở lần này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nghệ thuật kiến trúc và những dấu tích còn sót lại cho đến ngày nay. Điểm đầu tiên chúng ta dừng chân là Văn Miếu Quốc Tử Giám, với một trật tự kiến trúc độc đáo được xem như những gửi gắm luân lý về đạo đức học, giáo dục học, kiến trúc học uyên bác của người xưa, gợi những câu hỏi mở về bản chất không gian thuận theo phong thủy với những luân chuyển hài hòa giữa hư vô và hiện hữu. Văn miếu Quốc Tử Giám là văn miếu còn giữ lại nguyên vẹn so với các văn miếu khác của cả nước, và toàn bộ hệ thống kiến trúc văn miếu ở đây đều đặt ở trung tâm của Văn miếu Quốc Tử Giám. Và nơi đây có Khuê Văn Các, có Thiên Quang Tỉnh và còn lưu giữ lại 82 văn bia, trên đó có ghi đầy đủ họ tên, quê quán của 1.307 vị tiến sĩ. Và những văn bia này cho thấy được cái quan điểm về giáo dục của thời phong kiến, và đây chính là di vật có giá trị của di tích này. Văn miếu được xây dựng từ thời Lý năm 1070 đến năm 1076, mở rộng và xây dựng thêm nhà Quốc Tử Giám ở phía sau. Với tổng diện tích là 54.000 m2, toàn bộ kiến trúc đều giữ nguyên, riêng có hồ văn bây giờ không còn ở sát cổng văn miếu nữa mà thành một hồ nhỏ ở bên đường. Xưa kia các tấm bia đều không có nhà tre mà để lộ thiên. Quần thể kiến trúc được quy tụ trong một khuôn viên rộng rãi với 5 không gian nối tiếp nhau, chủ yếu trên trục dọc tương ứng với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Có thể nói kiến trúc Văn miếu Quốc Tử Giám là một khu di tích đặc biệt của thủ đô Hà Nội, được bao quanh bởi những viên gạch vồ cỡ lớn. Lối vào chính khu văn miếu là văn miếu môn, cổng phía nam có dạng cổng tam quan cao 2 tầng, có cổng chính và 2 cổng phụ, tạo nên một tổng thể kiến trúc uy nghi nhưng không kém phần thanh thoát. Tổng thể công trình ẩn hiện dưới những vòm cây toát lên không khí thâm nghiêm cổ kính và rất đỗi huyền bí. Trên bức tường hoa ở cuối lớp không gian thứ nhất, từ Văn miếu môn đến Đại trung môn, có 3 cửa đi, cửa Đại trung lấy tên đầu 2 bộ sách quan trọng của Khổng Tử, Đại học Trung Dung. Hai bên là cửa Thành đức trở nên đạo đức, cửa Đạt tài trở nên tài giỏi. Cửa Đại trung có cấu trúc khung gỗ, mái ngói, bậc thềm bó đá. Lấp ló phía sau là Khuê Văn Các, in hình trong thiên quang, ánh sáng của trời. Gác Khuê Văn được xây dựng vào năm 1805 đời vua Nguyễn Gia Long. Sự tuyệt diệu của Khuê Văn Các chính là bởi ý nghĩa biểu trưng. Các là lầu, khuê là sao khuê, là biểu tượng của vị thần phụ trách. Văn là cái đẹp, cũng có nghĩa là văn hóa. Nhìn nhận một cách hữu hình, có thể hiểu Khuê Văn Các là đứng ở trên lầu nhìn ra 4 phương 8 hướng. Hình tròn và hình vuông với 8 tiếp điểm thể hiện sự gắn bó giữa quy luật và thực tế nhằm phục vụ con người. Có thể coi đây là tượng đài ca ngợi vẻ đẹp của văn chương. Với đường nét kiến trúc cân đối, hài hòa giữa các tỷ lệ và bộ phận cấu thành, Khuê Văn Các đã được chọn làm biểu trưng cho văn hiến Hà Nội. Nằm ở giữa trung tâm khu văn miếu, hồ Thiên Quang Tỉnh nghĩa là giếng trời trong sáng, có thể soi bóng tổng thể công trình kiến trúc với hiệu quả thẩm mỹ cao nhất, bộc lộ một nét đẹp độc đáo của kiến trúc hòa quyện với trời mây trong sáng. Lớp không gian thứ 3 là hồ Thiên Quang Tỉnh và vườn bia. Các khoa thi, các vị tiến sĩ của nền giáo dục xưa được ghi danh lại nơi những văn bia, những câu đối, những mô típ trang trí không chỉ đơn thuần làm đẹp mà còn là sự nhắc nhở những điều hay lẽ phải. Vườn bia có 82 bia gồm 3 loại. Loại 1 là những bia dựng ở năm Hồng Đức 1484, loại 2 từ năm Thịnh Đức 1653, loại 3 dựng từ năm Vĩnh Thịnh thứ 3 1717. Theo nhiều nhà nghiên cứu đánh giá thì 25 bia loại 2 là có nghệ thuật trang trí tiêu biểu.
về hình dáng bia loại 2 to hơn loại 1. Chán bia thường có hình hai rồng trầu mặt nguyệt. Rồng được cách điệu rất tinh tế, trở thành những đám mây uyển chuyển, sinh động, đường chạm sâu. Diềm bia được trang trí hoa văn hình hoa lá cách điệu kết hợp với chữ triện với nhiều lối bố cục khác nhau, đề tài thì phong phú. Đế bia hình rùa tạo hình vững chãi bền chắc, mang ý nghĩa trường thọ vĩnh cửu. Qua văn miếu, tiếp đến với lớp không gian thứ tư là thành phần chính của văn miếu với cấu trúc tòa điện gồm hai lớp nhà. Phía trước là bái đường, nơi hành lễ. Hai cánh nhà phụ tả vu và hữu vu nằm ngay cạnh sân đại bái. Khu đại bái và thượng điện đều mang phong cách kiến trúc thời Hậu Lê, đầu Nguyễn. Đầu đao mái cong, ngói lợp kiểu vầy rồng. Tòa bái đường gồm 9 gian với 40 cột trụ chống mái, chống giường, rồi những mảng phù điêu gỗ thời Lê khắc nổi các họa tiết hoa rồng mây. Đây là nơi tổ chức các nghi thức tế lễ, do vậy chính giữa đặt hương án. Xưa kia đồ thờ làm bằng đồng, nay đã mất, thay bằng đồ gỗ sơn thép. Phía sau là điện Đại Thành, nơi thờ Khổng Tử và các bậc hiền triết Nho giáo. Hai khu nhà này được nối với nhau bằng một tiểu đình. Phía sau Đại Thành Điện có cổng Thái Học dẫn sang khu Quốc Tử Giám, lớp không gian thứ năm. Khu Quốc Tử Giám xưa kia có giảng đường, thư viện, khu tam xá cho học sinh ở, kho để đồ tế khí và kho chứa bản gỗ in sách. Triều Nguyễn cho xây Quốc Tử Giám Huế, khu này trở thành học phủ và xây đền Khải Thánh để thờ cha mẹ Khổng Tử. Toàn bộ khu này bị đốt phá năm 1946, nhưng đến nay được trùng tu, tôn tạo theo phong cách truyền thống và hiện đại. Phần trùng tu khu Quốc Tử Giám chúng tôi sẽ đề cập vào mục trò chuyện ngay sau phần này. Mỗi công trình kiến trúc trong tổng thể kiến trúc văn miếu đều mang đậm ý nghĩa nhân văn, dù công trình nhỏ hay lớn, chính hay phụ đều toát lên những ý nghĩa sâu xa. Giá trị thẩm mỹ của kiến trúc văn miếu Quốc Tử Giám là những không gian kiến trúc mang tính đột phá, mang ý nghĩa triết học tâm linh, tạo nên công trình kiến trúc vĩnh cửu trước thời gian. Tiếp tục cuộc hành trình, chúng ta đến văn miếu Mao Điền của trấn Hải Dương. Tọa lạc trên một diện tích rộng tới 36.000 m², làm cho văn miếu Mao Điền trở thành một quần thể kiến trúc hoàn chỉnh. Về mặt kiến trúc, văn miếu Mao Điền bị hủy hoại nặng nề qua các thời kỳ chiến tranh, còn lại các nhà bái đường, hậu cung và đông vu. Và hiện nay thì tỉnh Hải Dương đã cho tu bổ lại các khu kiến trúc như nhà Tây Vu, nhà Chuông, nhà Trống và các nhà bia. Những năm tháng chiến tranh và trận bão năm 1973 đã tàn phá di tích nặng nề. Để trả lại cho văn miếu Mao Điền diện mạo và vẻ đẹp vốn có, tỉnh Hải Dương đã tu bổ toàn bộ di tích văn miếu Mao Điền. Hiện tại, khu di tích